Tại hội nghị trực tuyến về phát triển nhà ở xã hội được Bộ Xây dựng tổ chức vào cuối tuần qua, phía Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân đến thời điểm hiện nay mà chưa có khách hàng hay là người thu nhập thấp nào tiếp cận được nguồn vốn cho vay từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng là do nguồn cung khan hiếm, gần như là không có. Ngoài những vướng mắc về mặt thủ tục thì nhiều doanh nghiệp cho biết thực tế mỗi địa phương lại có những cái đặc thù riêng trong việc phát triển nhà xã hội. Cụ thể, ngoài các dự án ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh, không phải dự án nhà ở xã hội nào cũng đắt khách, cho nên là các doanh nghiệp cũng còn chần chừ khi mà tham gia vào loại hình nhà ở này. Chia sẻ của một doanh nghiệp đã có kinh nghiệm 10 năm xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho biết, một số dự án tại tỉnh Bắc Ninh đã xây xong nhưng vẫn chưa thể bán hết vì giá bán còn quá cao. Với một cái thu nhập của người công nhân thì nó luôn xảy ra một cái câu chuyện là 10 năm chưa mua được nhà, 15 năm cũng chưa mua được nhà. Các chủ đầu tư có thể đầu tư vốn ra để xây dựng nhà ở xã hội. Thế nhưng sau đấy thì bán cho ai? Và nhu cầu nhà ở của người ta thì thông thường là nhà đi thuê. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, hiện nay mới chỉ có duy nhất một dự án nhà ở xã hội đang triển khai. Dù quy mô lên tới 4 tòa chung cư, nhưng hiện nay chủ đầu tư mới xây được một tòa, nguyên nhân vì số lượng khách mua ít. Lãnh đạo tỉnh cho biết, theo quy định hiện nay, một số người có nhu cầu thì lại không nằm trong đối tượng được mua. Những người lao động được ký hợp đồng theo cái nghị định 68 vào cơ quan nhà nước làm các cái nhiệm vụ như là tạp vụ, rồi là dọn dẹp, rồi bảo vệ. Các doanh nghiệp địa phương đề xuất, các chương trình gói tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội cần phải có cách làm mới phù hợp với nhu cầu thực tế hơn. Tôi giả sử là xác định mỗi một cái căn hộ mà chúng ta phát triển được, đâu đấy phải bỏ ra một cái số vốn khoảng chừng độ 800 triệu cho đến 1 tỷ. Nhà nước hỗ trợ cho vay là 200 triệu. Vậy thì nếu chủ đầu tư cứ phát triển là một căn hộ thì tôi cho vay là 200 triệu. Cái điều kiện ràng buộc cho cái vấn đề giải ngân thì tôi nghĩ là cái này không khó. Sau khi hoàn thiện được phần thô, cất nóc thì khi đấy là đủ điều kiện để giải ngân cho vay 200 triệu. Thì nó khiến cho các chủ đầu tư nhìn thấy cái chính sách một cách rõ ràng, cụ thể, và người ta tính toán được cái nguồn vốn để đầu tư một cách chính xác. Thay vì cái việc mà chúng tôi mang hồ sơ đi còn không biết có vay được hay không, không biết có vay được hay không, và không biết là ngân hàng sẽ đồng ý cho vay là bao nhiêu tiền. Thực tế là với sức nóng từ cơn sốt bốc thăm dự án nhà ở xã hội, nhiều quý vị có thể quan sát thấy ở phía sau lưng tôi đây, ở Hà Nội trong thời gian vừa qua, thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà được phát triển xây dựng kịp thời thì nhà ở xã hội sẽ giải tỏa cơn khát nhà ở giá rẻ và phù hợp túi tiền cho thị trường bất động sản, đồng thời cũng là một hướng đi phù hợp cho các chủ đầu tư đã mãi mê xây nhà giá cao và đang lâm vào tình trạng ế ẩm như hiện nay. Nhưng mà để thực hiện nhanh hơn giải pháp này thì các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng thì rất cần được đẩy nhanh tốc độ giải ngân hơn nữa.